Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Wilson. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem con Mofang Yoshi Mây Long Assist Stickless. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là cái góc này để cho các bạn xem. Đấy, ok. Bên ngoài các bạn nhìn này. Nó có cái hình nó đảo đấy, kiểu như là nó sẽ đảo Rubik này cho các bạn xem này. Đấy. Chỗ này có một cái hình mờ nó in này. Rồi. Bên ngoài thì nó là các cái thông tin của Rubik thôi. Đây, website, email, Facebook, Insta, các thứ này, hotline này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Sau một vài hôm review thì mình đã nhận ra một điều. Những con biến thể sẽ không có giấy hướng dẫn của nhà sản xuất. Bởi vì sao? Bởi vì nhà sản xuất không biết giải Rubik đâu. Rồi, bỏ nó qua một bên. Đầu tiên này, về màu sắc này thì màu này là màu cũ của Moju nhá. Cái màu mà cái thời của con MF3RS hoặc là MF3 hoặc là RS2 hoặc là mây xin lỗi. GTS2 đấy. Rồi về cái cảm giác cầm thì nó cũng xem với con nhẹ hơn đấy, nhẹ hơn con RS3 2021 một xíu. Đấy, tại vì sao mình so sánh với con đấy? Bởi vì mình thấy cái con RS3 hoặc là RS3 2021 ấy có khá là nhiều bạn có con đấy. Mà thực ra là mình không có con. Thế cho nên mình chỉ so sánh với con đấy thôi, mình chỉ chơi con đấy nhiều, mình biết cảm giác của con đấy nó nặng nó nhẹ như nào, mình so sánh với con đấy thôi. Đấy. Đầu tiên, đấy, màu nó sẽ như thế và cái phần nhựa này thì nó không phải là nhựa nhám hẳn và nó cũng không phải là nhựa bóng hẳn. Nó chỉ hơi một chút nó nhám thôi. Chứ nó không nhám hẳn như các con RS3 nhá. Rồi, tiếp theo này. Để cảm giác xoay. Các bạn có thể các bạn xem những cái video gần đây nhất của mình đúng không? Cái video review các con biến thể ấy. Con nào mở hộp ra bên trong nó cũng sẽ chít chít một chút. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có nhựa của nhà sản xuất. À, xin lỗi. Nó không có lốp của nhà sản xuất. Các cái con biến thể nó không có lốp của nhà sản xuất. Đấy, cho nên là xoay nó hơi chít một chút. Bởi vì là người ta đóng hộp, người ta lắp vào, người ta đóng hộp luôn. Chứ không ai người ta ngồi, người ta break in cho các bạn đâu. Đấy. Bên trong này thì sao, nhựa nó như thế nào? Đây, viên góc này, viên này viên góc này. Thực ra thì con này nhìn thì nó phức tạp đúng không? Nhưng mà giải thì nó cũng như 3x3 thôi, mình thề với các bạn luôn. Nó cũng chỉ là như 3x3 thôi. Đây các bạn có thể xem này, các cái viên tâm này. Viên góc này. Cạnh này. Đấy, mình nói là như thế chứ chưa chắc mình đã biết giải đâu. Nhưng mà nói chung là nó cũng dựa trên cái gọi là cái gì nhỉ? Cái cách giải. Nói chung là 3x3 nó là tiêu chuẩn rồi. Đấy, các bạn muốn giải các con này thì các bạn nên học giải 3x3. Còn mình chưa biết là đảo con này lên như thế nào. Đảo lên tí sợ không giải được thì chết. Đấy, nhưng mà cảm giác kêu khá to này. Mặt này trơn hơn này, mặt này thì dít hơn này. Không biết mấy ông làm mấy con biến thể này để làm gì không biết. Từ từ xem nào, mình có cái cách đảo nó như thế này, nhìn rất là đẹp. Mình chưa biết là nó như thế nào, từ từ đã, các bạn chờ mình một lát. Đây. Đấy, rồi, tiếp này. Cái mặt nào đấy nhỉ? Đấy, rồi, tiếp tục này. Uầy, nhìn nó dị vãi, nhìn như con nhím. Bạn nhìn nó giống con nhím không? Đấy, con này thì các bạn có thể mua về các bạn trưng bày. Trưng bày nhìn con này, người ta lại tưởng cái cục nhựa gì chứ không phải là Rubik. Bỏ tủ kính này, con này trưng bày khá là xịn. Hoặc là các bạn có thể như thế nào nhỉ? Nghiên cứu, ngày xưa mình chơi một anh ấy. Mình quen một anh chuyên sưu tầm những con biến thể, anh giải tất cả những con biến thể, tất cả những con biến thể nào anh cũng giải được hết, tất cả những con biến thể có mặt tại Việt Nam anh giải được đấy, kiểu nó như vậy. Và anh còn sáng tạo ra một vài cái con biến thể khác mà kiểu như là chưa ai nghĩ đến ấy.
Để mình giải lại con này đã. Xoay lại đây. Tí lại không lắp được vào, chết. Ngồi con này có mà hết cả buổi chiều. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Chính xác là khoảng 12 rưỡi rồi. Và mình chưa được ăn cơm. Đấy, ngồi quay video cho các bạn xem. Mình chỉ quay được những cái lúc như này thôi. 12 giờ trưa chủ nhật. Có những hôm thì mình quay vào 12 giờ đêm. Có những hôm thì quay vào 12 giờ trưa. Nhưng mà trưa thì là trưa chủ nhật thôi. Còn ban ngày đi làm. Đi làm 8-9 tiếng trên công ty. Tối về mệt lắm. Tối về chỉ edit video thôi. Chứ tối về không. Ít khi mình quay review cho các bạn xem đó. Có những hôm quay vào 12 giờ đêm là những hôm ấy là hết video rồi. Và cái đợt đấy tắc đợt dịch thì mình quay. Còn bây giờ thì quay buổi sáng, quay ban ngày cho nó thoải mái. Đấy. Review thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Nào có thời gian thì mình sẽ làm một cái video ngồi nói chuyện với các bạn một chút, kể về những cái gọi là quá trình mình chơi Rubik nó như thế nào, hoặc là mình bắt đầu chơi Rubik nó như thế nào. Còn con biến thể này thì cũng chả có gì để review cả. Đảo lên thì tí mình không ngồi mình giải hết buổi chiều đấy thì chết. Đấy. Cái con này nhà sản xuất người ta làm hơi xước một chút đấy. Đổ nó kiểu khi khuôn đổ nó hơi bị thừa nhựa một tí đấy. Thế thôi chứ cũng không có gì hot cả. Rồi, đại loại là như thế. Đảo lên thì nhìn nó sẽ rất là giống những con nhím, còn giải thì nó rất là giống 3x3 đấy. Hôm nào mình giải, mình học giải được con này thì mình sẽ làm video hướng dẫn giải cho các bạn xem. Còn nếu mà không có thì thôi đấy. Còn nếu mà các bạn muốn nghe mình kể chuyện về cái gọi là quá trình queuing của mình nó như thế nào thì nào mình sẽ cứ để lại bình luận phía dưới. Nếu mà có thời gian thì sẽ làm cho các bạn xem. Thực ra là mình cũng rất là muốn làm cái video rồi, nhưng mà chưa có thời gian để làm. Thật sự kể ra nó rất là nhiều. Kể ra chắc phải ngồi nửa ngày mất. Thật sự luôn. Chơi Rubik 4 năm nay rồi. À quên nhầm, 6 năm. Từ cái năm mà mình học lớp 12 là cái năm đấy là năm 2016 đấy. Năm 2016 là mình bắt đầu mình chơi Rubik. Nhưng mà mình chơi linh tinh để biết để chơi thôi, kiểu là chơi cho nó biết thôi, chứ mình không chơi chuyên nghiệp. Chơi chuyên nghiệp là năm nhất đại học mình mới chơi chuyên nghiệp đấy. Còn chơi như thế nào, học luyện tập như thế nào, tại sao lại làm YouTube như thế này, học giải như thế nào, quá trình thi đấu như thế nào, ui đủ các thể loại luôn. Chơi hai tay, một tay, 4x4, bịt mắt, rồi nói chung là nó nhiều lắm. Hôm nào nếu mà có thời gian thì mình sẽ quay video kể lại, tâm sự lại cho các bạn nghe đấy. Ok, thì cái video hôm nay thì nó cũng chỉ có như vậy thôi nhá. Và các bạn thấy có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn. Và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.